Với sự xuất hiện trở lại của các ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đang đặt ra yêu cầu quyết liệt hơn cho công tác phòng chống dịch bệnh, từ đó tác động đến tình hình kinh tế, xã hội cũng như tâm lý của người dân hiện nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của WHO, sự xuất hiện trở lại này không đáng quan ngại. Trong tuyên bố ngày 29 tháng 7 năm 2020, WHO đánh giá đợt xuất hiện các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở Việt Nam không gây lo ngại. Chủng virus này không khác gì so với virus gây dịch COVID-19 ở các quốc gia khác. Ông Kaiden Park, đại diện của WHO tại Việt Nam nêu rõ, virus gây bệnh COVID-19 được tìm thấy ở Đà Nẵng cũng tương tự như COVID-19 lây lan ở các quốc gia khác vào tháng 7. Mặc dù có sự đột biến xuất hiện trong loại virus này, song không có lý do nào làm tăng sự lo ngại. Theo những dữ liệu hiện có, khả năng lây lan và độc lực của COVID-19 không thay đổi. Bên cạnh đó, ông Park đánh giá thêm, chính phủ Việt Nam luôn cố gắng đảm bảo rằng người dân được bảo vệ khỏi COVID-19 và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh này. Việt Nam từng xử lý hiệu quả làn sóng COVID-19 và từ thời điểm đó luôn sẵn sàng chuẩn bị cho khả năng lây lan rộng hơn của dịch bệnh này trong xã hội. WHO tôn vinh hành động nhanh chóng và quyết đoán của chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Có thể thấy, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có những đánh giá khá tích cực đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan báo chí các nước cũng đưa tin liên quan như trang Bloomberg News, Mỹ ngày 28 tháng 7 đăng bài viết cho biết, sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng, chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp giãn cách và ban hành trở lại các biện pháp phòng dịch, trong đó có quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Cùng ngày, trang Nikkei của Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm soát chặt chẽ hơn các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tại bài viết đăng ngày 27 tháng 7 trên The Diplomat, nhận định có nhiều yếu tố cho thấy Việt Nam có thể kiểm soát được tình hình. Theo bài viết, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm chống dịch bệnh, không chỉ riêng dịch COVID-19, là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bị đại dịch tấn công. Việt Nam sớm nhận thức về tầm quan trọng của việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Nhờ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan ngay từ sớm, chính phủ Việt Nam đã kiểm soát thành công hai đợt dịch bùng phát COVID-19 trước đó vào tháng 1 và tháng 3 năm 2020, thể hiện bằng số ca bệnh thấp và không có trường hợp tử vong. Đây được cho là cơ sở để tin rằng Việt Nam có thể xử lý tốt làn sóng lây nhiễm tiếp theo này. Việc xuất hiện trở lại của các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành hiện nay của Việt Nam đã đặt ra những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông quốc tế cũng đã đánh giá tích cực và đề cao các biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã triển khai, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm và thiết bị sẵn có của Việt Nam thì có thể kiểm soát được tình hình trong thời gian tới.